Về mặt giá cả thì Bitcoin hôm nay lại tiếp tục tăng trưởng. Lúc mình làm cái video này thì giá một Bitcoin là 10.410 đô và chúng ta đang nhìn vào giá Bitcoin trên sàn Coinbase biểu đồ đến ngày. Và không chỉ riêng Bitcoin mà các bạn thấy là có rất nhiều những cái altcoin cũng có cái sự tăng trưởng rất đột phá trong vòng mấy ngày vừa qua. Chỉ tính ngày hôm nay thì các bạn thấy là Ethereum đã tăng lên 10%, XRP đã tăng lên 12,81%, Cardano tăng 9% và Stellar đã tăng lên 12% và thuận muốn làm cái video này để chia sẻ một số cảm nghĩ cá nhân với các bạn về tâm lý thị trường. đây là những quan điểm cá nhân của thuận và đã nói tới quan điểm cá nhân thì đương nhiên là mỗi người đều có quan điểm riêng và các bạn thấy đồng ý với cách nhìn của thuận về thị trường này hay là không đồng ý điều đó cũng không quan trọng. điều quan trọng là thuận muốn chia sẻ một số tài liệu để các bạn có thêm một cách nhìn khác về thị trường này. xin chào các bạn đã đến với thuận cáp ở đầu ngày hôm nay. trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích video này hay là những cái video tương tự thì các bạn đừng quên những cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Tôi nghĩ là những gì mà tôi muốn chia sẻ trong video này có thể giúp đỡ được nhất là những bạn nào mà mới vừa tham gia thị trường mà chưa có từng trải qua một chu kỳ giá cả của Bitcoin. Thì chúng ta thấy là trong vòng mấy ngày qua thì thị trường sôi so động hẳn lên. Thường có thể thấy được cái sự sôi động đó thông qua những cái chat room thông qua comment trên các video thông qua số lượng người xem video của những cái channel crypto hay là các bạn nhìn thấy những cái post ở trên Twitter và trên Facebook mọi người hầu như là rất lạc quan giá cả thị trường đã có sự tiến trình rất tốt đẹp trong vòng mấy ngày qua nhưng mà điều mà thường muốn nói với các bạn quan điểm cá nhân là chúng ta cũng không nên quá lạc quan giá cả có thể tiếp tục tăng lên nữa hay là không thì đương nhiên là hoàn toàn có thể giá có thể lên 11.000 đô, 12.000 đô, 13.000 đô, 14.000 đô điều đó đương nhiên là Thuận không biết được nhưng mà có một điều nhưng mà quan điểm cá nhân của Thuận là từ đây tới trước ngày Bitcoin Halving có nghĩa là còn khoảng 3 tháng nữa thì bây giờ là còn khoảng 91 ngày trước ngày 12 tây tháng 5 năm 2020 thì Bitcoin theo Thuận là sẽ có một cái sự điều chỉnh giá hoặc là ngay sau ngày Halving Tại vì bây giờ thường nghĩ là có rất nhiều người đã mua Bitcoin Hy vọng là giá sẽ tăng lên tại vì cái sự kiện halving Và nếu như mà nhiều người có cùng một suy nghĩ Thì đương nhiên là sẽ đẩy tiền vào, đẩy giá lên Và họ có thể là bán trước ngày halving để chốt lời Và nếu như vậy thì cái sự điều chỉnh giá là không thể tránh khỏi Không có gì mà lên mãi mãi được Cho dù là chúng ta tin là Bitcoin sẽ lên tới 100.000 đô Thì từ cái thời điểm hiện tại 10.000 đô lên tới 100.000 đô thì cũng sẽ có rất nhiều đợt điều chỉnh giá đây là một điều rất bình thường ở trong một thị trường cho nên đến thời điểm mà giá điều chỉnh lại thường không muốn các bạn quá bất ngờ và hai đợt vinh trước đây cái sự kiện tương tự cũng đã xảy ra đó là điều đầu tiên Thuận muốn chia sẻ với các bạn và đối với Thuận tâm lý thị trường là khi mà chúng ta nằm ở trong cái thời kỳ mùa đông của crypto có nghĩa là cái thời kỳ downtrend, thời kỳ xuống giá thì mọi người sẽ chiếu tâm vào Bitcoin và đây là điều mà chúng ta đã chứng kiến trong vòng 2 năm qua điều này khiến cho tiền đổ vào Bitcoin là chính và đẩy cái phần trăm của Bitcoin so với altcoin tăng lên như là các bạn thấy được là giữa năm 2018 hồi tháng 5 thì lúc đó cái phần trăm của Bitcoin trên thị trường chỉ có là khoảng 36% khi mà chúng ta so sánh với tổng số vốn hóa của thị trường nhưng mà cho tới lúc mà các bạn thấy là khoảng chừng là cuối năm 2019 thì phần trăm Bitcoin đã lên tới cái mức là 69, 70%. Và đây cũng là cái thời điểm mà những altcoin mà không có giá trị sẽ bị loại bỏ và chỉ có những altcoin lớn, thật sự có tiềm năng hay là có công ty có vốn mạnh đứng sau lưng hỗ trợ thì mới sống sót được qua khỏi thời kỳ mùa đông này. Đây là lúc mà nhiều altcoin sẽ bị thanh lọc, nhiều dự án scam sẽ bị thanh lọc. Và những cái altcoin các bạn sẽ thấy được là xuống giá rất chậm chậm khi mà chúng ta so sánh với lại Bitcoin Và thị trường không được sôi động, giá cả hay lại đi xuống Khiến cho những trader muốn có lợi nhuận cao thì lại phải sử dụng margin Cho nên các bạn thấy được là trong vòng 2 năm qua Cái sự xuất hiện của những sàn margin, những sàn phái sinh như là SnapX, Bybit, Bitmax Những sàn này đã chiếm được cái số lượng duyệt rất là cao tại vì mọi người không còn được cái lợi nhuận cao từ altcoin Các bạn có đang nhớ là lúc mà chúng ta nằm ở trong mùa altcoin thì mỗi một ngày một đồng altcoin lên 34% cũng là một điều mà chúng ta cũng thường hay thấy Nhưng mà trong thời điểm mà giá cả đi xuống chúng ta sẽ không thấy được những điều đó Cho nên những trader nếu như mà muốn có lợi nhuận cao thì họ sẽ sử dụng margin và trade bitcoin và những cái altcoin lớn Và khi mà giá cả của bitcoin trên con đường họ phục lại như là thời điểm bây giờ thì những nhà đầu tư cũ như nhà đầu tư hiện tại, tại vì chúng ta thấy là trong thời kỳ downtrend thì sẽ không có nhiều nguồn tiền mới đi vào thị trường này. Cái số tiền đẩy vào là cái số tiền đến từ những nhà đầu tư đã có sẵn trong thị trường, đã không rời bỏ thị trường lúc mà thời kỳ downtrend những người ở lại thì những người đó phần lớn họ sẽ cảm thấy là bây giờ cơ hội lợi nhuận của Bitcoin sẽ không còn cao như là trước đây. Cho nên họ sẽ cảm thấy là altcoin sẽ là một sự lựa chọn tốt hơn về mặt lợi nhuận. Và đây là điều mình Thuận đã chia sẻ ở trên Facebook ngày hôm qua. Nhìn vào góc cạnh cơ hội lợi nhuận, nếu như giá trở về đỉnh cũ thì Bitcoin thực sự không hấp dẫn bằng các altcoin khác. BTC trở lại đỉnh cũ thì tài sản các bạn sẽ nhân 2. Tại vì các bạn thấy đỉnh cũ là giá cao nhất là khoảng 20.000 đô mà bây giờ là Bitcoin đã qua khỏi 10.000 đô so với lại các all coin khác trở về đỉnh cũ thì các bạn có thể là nhân 8, nhân 9, thậm chí là nhân 20. Điều này có thể dẫn tới một mùa all con kế tiếp và thường đã chia sẻ cái hình mà các bạn nhìn thấy trên màn hình hiện tại. Một số bạn hỏi thường là trang web này tài liệu này từ đâu mà có. Thì đây là một trang web mà thường cũng đã từng chia sẻ đó chính là alltimehighcoinindex.com. Tôi sẽ để cái link ở trên màn hình để các bạn có thể thấy được. Và khi mà chúng ta nhìn vào trang web này thì cũng rất dễ hiểu các bạn thấy được là trang web này ở bên tay trái đó chính là cái tên đồng. Bên tay phải thì bắt đầu các bạn thấy là giá cả price ATH có nghĩa là all time high giá cả cao nhất trước đây là bao nhiêu. Cái phần trăm đi xuống từ lúc mà giá cả cao nhất là bao nhiêu. All time high date cái ngày mà cái giá đạt được đỉnh cao nhất là khi nào. Và all time high days có nghĩa là từ lúc đầu nó đạt đỉnh cho tới bây giờ thì đã qua bao nhiêu ngày Như là chúng ta lấy Bitcoin làm ví dụ Mình thấy được là giá hiện tại trên trang web này là 10.371 giá cao nhất từ trước tới bây giờ là 19.665 phần trăm đi xuống từ cái giá cao nhất là 47,12 phần trăm và ngày mà Bitcoin đặt giá cao nhất là 16 tháng 2 năm 2017 cách đây 789 ngày đã hơn 2 năm và nhìn vào cái tài liệu này thì các bạn thấy được là nếu như mà Bitcoin trở về 19.665 thì cơ hội lợi nhuận của các bạn là không tới hai lần so với khi mà các bạn nhìn vào Ethereum Ethereum giá chỉ có 269 đô so với cái giá cao nhất từ trước tới bây giờ là tới 1.448 đô nghĩa là giá đã xuống 81,45% so với cái giá cao nhất XRP đã xuống 90% so với giá cao nhất có nghĩa là nếu như XRP trở về cái giá cũ cao nhất trước đây thì các bạn có thể lời được 10 lần so với Bitcoin lời không tới 2 lần hay là Ethereum các bạn thấy được là có thể lời tới 7 lần cho nên nhiều người có thể là nhìn vào tài liệu này và cảm thấy được là Altcoin có thể là một cơ hội lợi nhuận tốt hơn. Vì lý do đó, tôi nghĩ là đã dẫn tới việc là Altcoin tăng lên trong thời gian gần đây. Và chúng ta cũng thấy được những cái tài liệu được chia sẻ như là chúng ta nói tới tài liệu được chia sẻ bởi DC Investor nói là Ethereum đã tăng lên 7 tuần liên tục. Đây là một điều mà đã lâu lắm rồi không có xảy ra. Lần cuối cùng mà Ethereum lên 7 tuần, 8 tuần một lượt đó chính là năm 2017 từ tháng 1 đến tháng 3 và nhìn vào Ethereum thì các bạn thấy được là chúng ta để quay Ethereum ở trên sàn Coinbase, chúng ta nhìn vào nến tuần thì các bạn có thấy được là Ethereum đã tiếp tục tăng lên và bây giờ là 1 2 3 4 5 6 7. Nếu tuần này Ethereum kết thúc tăng lên một lần nữa, có nghĩa là đây là lần thứ nhì trong lịch sử của Ethereum giá cả tăng lên 8 tuần liên tục. Đừng trước đó là năm 2017 và cộng với đó là chúng ta thấy được là cái phần trăm của Bitcoin trên thị trường so với Allcoin đã suy giảm liên tục như là tài liệu được chia sẻ trên Twitter bởi Nick Patel, Nick Patel nói là 11 ngày liên tục cái số lượng phần trăm của Bitcoin trên thị trường có nghĩa là cái Bitcoin Dominant các bạn thấy được cái phần trăm mà được chia sẻ trên Coin Market Cap ở phía bên trên thì bây giờ là 61,9%, 11 ngày liên tục con số này đã đi xuống đây là một dấu hiệu cho thấy là cái nguồn tiền từ Bitcoin đã bắt đầu đổ vào altcoin Và cũng như là cái lúc mà thị trường ở thời kỳ downtrend Thì nhiều người, những trader họ sẽ sử dụng những sàn margin Để có cơ hội lợi nhuận cao hơn Khi mà thị trường trong cái thời kỳ uptrend Bắt đầu một chu kỳ tăng trưởng mới Thì altcoin sẽ là một lựa chọn cho nhiều nhà đầu tư Tại vì thứ nhất là altcoin có thể là cho họ có được cái lợi nhuận Bằng hay là thậm chí cao hơn là chơi margin Mà chi phí trade sẽ thấp hơn đó là điều đầu tiên, điều thứ nhì là những sàn mà J margin sẽ không có nhiều những cái trading pairs, không có nhiều những cái altcoin bằng những cái sàn bình thường. Và câu hỏi bây giờ đứng trước tình hình hiện tại là có phải chúng ta đã bắt đầu một mùa altcoin mới hay là không? Tuy là thường nghĩ là altcoin có thể là tiếp tục tăng lên nhưng mà chúng ta vẫn chưa thực sự đến một mùa altcoin kế tiếp. Chúng ta sẽ biết được khi nào mùa altcoin tới tại vì những bạn nào mà đã trong thị trường này cuối năm 2017 cũng đã biết là khi mùa altcoin tới thì các bạn sẽ biết, tại vì lúc đó các bạn ngủ đêm tới sáng, những đồng như là Ethereum, XRP sẽ tăng lên 20%, 30%, đó là cái sự tăng trưởng hàng ngày. Thì bây giờ vẫn chưa đến lúc, đến một lúc nào đó thì giá Bitcoin sẽ bắt đầu tăng trưởng và tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn là altcoin. Tại sao? Tại vì chúng ta sẽ có những nguồn tiền mới đổ vào thị trường này, nhưng mà những nguồn tiền đó chỉ đổ vào khi mà Bitcoin phá đỉnh cũ, lập đỉnh mới, có nghĩa là chỉ trừ khi nào mà Bitcoin phá 20.000 đô lúc đó thì chúng ta sẽ thấy được là giới truyền thông những đài tv những nhà báo sẽ viết những bài viết liên tục về thị trường này sẽ có những người mà các bạn chưa hề nghe nói đến sẽ tự đứng ra cho mình là chuyên gia về crypto và nói là thị trường này kế tiếp sẽ ra sao mặc dù những người đó chỉ mới tham gia vào mấy tháng nhưng mà điều này sẽ làm cho nhiều người mà chưa tham gia vào thị trường này fomo vào và khi mà họ đẩy tiền mới vào thị trường này thì các bạn nghĩ là số tiền đó sẽ đi về đâu tôi nghĩ là mới đầu là sẽ đẩy vào bitcoin cũng như là các bạn tự hỏi mình khi mà các bạn mới vào thị trường này thì cái đồng đầu tiên các bạn mua là đồng nào tôi nghĩ phần lớn như bạn sẽ nói là mua bitcoin và khi mà nguồn tiền mới đã đẩy vào bitcoin thì sẽ đẩy giá bitcoin tăng lên nhưng mà đến một lúc nào đó thì những người mới tham gia vào họ sẽ cảm thấy nhàm chán bitcoin một ngày chỉ tăng lên mấy phần trăm trong khi mà họ mỗi ngày mở comic cap ra theo những đồng như là tvm xrp Bitcoin Cash, Cardano, Tezos, Stellar, Tron chẳng hạn Những đồng đó hàng ngày tăng 10%, 20% thậm chí là 30% Thì bắt đầu những người mới đó họ sẽ muốn có lợi nhuận cao hơn Họ nghĩ là Bitcoin lúc đó thì giá đã quá cao 20.000 đô, 30.000 đô Khi mua những cái altcoin khác thì giá rẻ hơn Và họ nghĩ là sẽ có cơ hội tăng trưởng như là Bitcoin Cho nên tiền là một lần nữa từ Bitcoin đẩy vào altcoin Lúc đó chúng ta mới thấy được và mua altcoin mới và đây cũng là một điều mà Jack Chavinsky cũng đã chia sẻ ở trên Twitter. Jack Chavinsky nói là đã biết tới Bitcoin năm 2013, nhưng mà mãi cho đến năm 2017 thì mới quan tâm tới. Tại sao? Tại vì lúc đó thì Jack Chavinsky mới thấy được một bài viết nói là Bitcoin đã phá đỉnh cũ, lập đỉnh mới. Cũng tương tự, số tiền mới chỉ đổ vào thị trường này khi mà Bitcoin phá đỉnh cũ, lập đỉnh mới. Thì sau khi mà tiền đổ vào thị trường này, đổ vào Bitcoin, sau đó nguồn tiền này từ Bitcoin đổ vào những cái altcoin lớn trước, chứ không phải là những altcoin nhỏ sau khi mà họ đổ vào những cái altcoin lớn như là những cái altcoin trên cái top 20 sau đó thì nhiều nhà đầu tư mới lại sẽ nhìn vào những altcoin nhỏ hơn như những altcoin mà đứng hạng thứ 100 thậm chí là 200 và họ nghĩ là sẽ có cơ hội lớn được như là Ethereum, như là XRP họ sẽ đi đổ tiền vào những cái altcoin nhỏ hơn cho nên lần lượt các đồng sẽ được pump lên điều này có thể làm cho rất nhiều nhà đầu tư có lợi nhuận cao trong cái đợt tăng trưởng kế tiếp này sẽ có rất nhiều người trở thành triệu phú trở thành tỷ phú nhưng mà ngược lại cũng sẽ có nhiều nhà đầu tư mới sẽ bị lỗ rất nhiều khi mà thị trường một lần nữa lại đi vào thời kỳ downtrend bong bóng lại vỡ một lần nữa và giá cả lại đi trở xuống để kết thúc cái chu kỳ đó cho nên các bạn phải cẩn thận về vấn đề này và có nhiều bạn hỏi thuận về cái cách đầu tư của thuận là như thế nào thì cách đầu tư của Thượng có thể nhiều bạn mà đã xem chương trình YouTube này từ bấy lâu nay cũng đã biết đó chính là trung bình giá. Có nghĩa là thủ mua cùng một thời điểm, cùng một số tiền trong thời gian dài sẽ có thể trung bình giá được. Và đây là một cách đầu tư mà nếu như các bạn không có thời gian theo dõi thường xuyên, đây là một cách đầu tư lâu dài và có hiệu quả. Nếu mà nào muốn tìm hiểu thêm về trung bình giá, thì có làm một cái video cách đây khá lâu, đầu năm 2019. Đó chính là video 381 tầm quan trọng của trung bình giá. Link sẽ nằm ở trên màn hình để các bạn bấm vào nhưng mà thường biết là có rất nhiều bạn thích trade Thì nếu như bạn là một trader giỏi thì đương nhiên là bạn có thể kiếm được nhiều lợi nhuận Nhưng mà điều mà thường muốn nói với các bạn là nếu như các bạn muốn trade Thì các bạn phải học làm sao để trade Và các bạn phải tập trung và dành nhiều thời gian Trading không phải là một điều mà các bạn làm trong lúc nhàn rỗi Muốn có hiệu quả các bạn phải dành thời gian và tập trung Và nói về cái chương mục đầu tư của Thuận đây là điều mà thường thường hay chia sẻ Cũng là rất nhiều lần Thì các bạn thấy được là không có gì quá bất ngờ là trong thời gian hơn một năm qua thường đức tập trung vào BTC thì bây giờ thì BTC đã chiếm tỷ lệ là 66,6% của tổng chiêu mục đầu tư của Thuận Nhưng mà trong thời gian tới đây Thuận sẽ tập trung hơn vào một số altcoin Cũng vì lý do mà Thuận mới vừa chia sẻ với các bạn Tại vì Thuận nghĩ là cơ hội của các altcoin trong thời gian tới đây sẽ cao hơn là Bitcoin đương nhiên đây không phải là lời khuyên đầu tư Thuận chỉ chia sẻ với các bạn là Thuận đang làm gì Trong thời gian tới đây Thuận sẽ tập trung hơn Bắt đầu từ những altcoin lớn và sẽ bắt đầu từ Ethereum. Tại sao thì thường nghĩ là Ethereum cũng có khá nhiều điều mà thường cảm thấy rất lạc quan. Như là chúng ta nói tới Ethereum 2.0 thì đội team đã 95% có lòng tin là trong năm nay, hè năm nay là sẽ triển khai Beacon Chain của Ethereum 2.0. Cộng vào đó là Ethereum đang được cái sự phát triển rất mạnh mẽ trong cái lĩnh vực DeFi. Thì bây giờ DeFi đã có 1,16 tỷ để được giam lại trong các ứng dụng DeFi chúng ta sẽ nói tới vấn đề này trong một video khác, tại vì đây là cả một vấn đề mà tôi nghĩ là các bạn cần nên hiểu tại sao mà có nhiều người rất lạc quan về tương lai của Ethereum. Ethereum hiện bây giờ là 97,6%, nhưng mà trong tương lai sẽ chiếm phần trăm cao hơn bây giờ rất nhiều. cái đó các bạn thấy là thường đầu tư vào những đồng như là Litecoin chiếm 4,9%, XRP 2,8%. BNB 6% và Cardano 2,1% Một sự khác biệt ở đây là cách đây vài tháng các bạn không thấy đồng BNB Tại vì lúc đó là sàn Binance không phục vụ Hoa Kỳ nữa Và sẽ mở một cái chi nhánh riêng để mà phục vụ Hoa Kỳ Lúc đó thì thường cũng không có biết được là đồng BNB sẽ được chấp nhận ở sàn Binance Hoa Kỳ hay là không Cho nên đã đổi đồng Binance qua những cái altcoin khác Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đã biết được là Binance đồng BNB đã được hỗ trợ bởi Binance US cho nên Thuận đã nhập thêm một số đồng BNB vào trong chi mục đầu tư của mình thì mỗi lần mình thường chia sẻ chi mục đầu tư cá nhân thì có rất nhiều bạn hỏi là tại sao lại không thấy đồng EOS tại sao không thấy đồng Tron, đồng Stellar và những đồng khác thì điều mà Thuận cũng thường hay nói với các bạn là Thuận thời gian có hạn và tài nguyên cũng có hạn cho nên Thuận chỉ có thể là lựa chọn một số đồng để mà Thuận tập trung đầu tư vào những đồng đó và có thời gian tìm hiểu hơn. Chỉ đơn giản là như vậy. Một đồng nào mà không có trên chương mục đầu tư này, không có nghĩa đồng đó là đồng xấu. Chỉ đơn thuận không có nhiều thời gian để mà theo dõi tất cả các đồng. Và đây là những gì mà Thu muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi cũng hy vọng là các bạn chia sẻ về cách đầu tư của mình ở phía dưới video này. Và những bạn nào mà thích giao dịch margin thì các bạn có thể tham gia sử dụng link của Thuần Capital ở phía dưới video này các bạn có thể là đăng ký để mà được vào nhóm những hỗ trợ cũng như là tính hiệu trade miễn phí nếu như các bạn tham gia vào sàn NAPX thông qua link của Thuần Capital. Và từ đây tới ngày 16 Tây, các bạn sẽ được tặng 1.500 Snap Point. Các bạn có thể dùng những cái điểm Snap Point để mà trả phí giao dịch. Nếu như các bạn đăng ký từ đây tới ngày 16 Tây, thì trong vòng 7 ngày, các bạn sẽ được tặng 1.500 điểm Snap Point này. Trading Margin thì có nhiều nguy hiểm, chỉ dành riêng cho những trader có kinh nghiệm không phù hợp với những trader mới. Nếu các bạn muốn giao dịch altcoin các bạn có thể sử dụng sàn Binance. Sử dụng link của Thuận Capital ở phía dưới các bạn sẽ được giảm 10% phí giao dịch. Khi các bạn giao dịch thì sàn sẽ trả lại 10% trực tiếp vào chương mục của các bạn. Và ngoài chơi các video các bạn có thể xem những cái bài viết của đội Thuận Capital ở thuậncapital.com và các bạn cũng nên đăng ký vào library.tv đây là một cái dịch vụ phi tập trung mà thường cũng đăng video để chúng ta không hoàn toàn phụ thuộc vào YouTube. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.